Đây đã quay được tí nào đâu. 4K, 4 bác cùng một xã đặt sản phẩm bên em và cũng cùng xuống một lúc, cùng lắp và cùng xuống đồng. Ok, bác này thì bác ấy xong việc rồi. Đấy, giờ chỉ còn lẻ loi lại ba con thôi các bạn. Con kia là ok rồi. Tất cả các con này là lắp sau, con này giờ mới hoàn thiện. Hai con kia là xong xuôi ngon lành rồi các bạn. Zangma FX32 và Isaki 3200. Toàn bộ là đầu máy hai cầu. Đang có mặt tại xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bác kia cũng đã xong và lên bờ. Còn đến bác này, người cuối cùng. Đấy, có một tí mảnh ruộng này các bác ấy. Lên tầng bên kia, lên tầng nhanh, lên đi chỗ bên này. Đấm cầu xuống, đấm hai cầu vào. Cầu bên kia mà. Rồi, hạ cái đi. Sâu quá, chảo đầu ăn sâu quá. Đây, con này là con cái trước. Đây là thành quả nãy giờ đấy các bác. Chúng ta làm đẹp. Chưa gài cầu trước rồi. Đấy. Úi giời, sầu thế. Thẳng máy ra anh ơi. Thẳng máy ra để ngang thế. Sao lại cái bánh trước để nó vặn ngang thế? Lái thẳng rồi, lái vặn thế. Ô hay. Anh ấy đã biết lái đâu. Chưa biết lái á? Chưa. Ôi thủ chết. Chú ơi, chú lên đi, chứ sao lại vô lăng để vặn ngang thế vậy? Ô. Còn không thả bên xuống kìa. Thủ chết. Có 4 bác thì có 2 bác mới. Không biết hạ thủy lực. Máy lái không thắng. Đang lái không, máy chạy không nó quen. Giờ nó có tí lực. Container rồi anh chạy xuống công bờ ruộng này không quen. Đấy. Số cao quá rồi.
nó đánh hào thôi. Không may cả. Chủ yếu là để luyện các tay lái trường sơn. Này còn ngon lắm. Trọng mày gặt nó quá ghê gớm các bạn. Ghê gớm luôn đó. Cái anh mới này nên đưa anh ấy sang cái chỗ bằng bằng này này. Ấy giời. Bốn ông thợ trong chiều nay giờ còn bao ba con máy để trên đường thôi. Các bác nhìn nóng máy gặt đây. Đây là rõng máy gặt đi các bạn ạ, chứ không phải đường bờ đâu nhé. Những cái con máy bé tầm cỡ 2.000 đổ xuống thì chỉ có khóc thét. Rõng máy gặt nó phải cao đến 40 phân đi các bạn. Được
cái dòng lốp Isuzu răng ma này nó cao to. Isuzu này nó đang bị chết cái tăng lệch ở bên phải, cái quay ở bên phải kia nó bị kẹt chặt anh em, phải đặt cái cữ gần như là cố định, hơi mất thời gian, không vặn tay được. Đấy, khoảng may gặt cho nên là chỗ thì nó lắm đất, chỗ thì nó ít đất, năm cái chảo nó lên nó không đều. Dưới thì không có đất. Bên này là chỗ 4 là nằm số 4. Các sư phụ đang ngồi trên máy để đào tạo cho cái anh đội mũ caro màu xanh làm quen số phải đi như thế nào cho nó phù hợp. Chắc nốt đường này là hết đất rồi các bác. Gọi là thử cho các bác ấy thôi, thử cho các bác yên tâm thôi. Chứ còn thực chất ra thì cái cánh đồng hoặc là cái dây ruộng này là chưa cày được. Giờ cày nó vẫn hơi nặng máy, đất nó lên mảng hơi to, nó khô tí nữa thì đi nó nhàn hơn mà đất nó vỡ. Đây các bác nhìn lắm đoạn đất nó cứ như kiểu là tàu lát chuối. Vẫn còn một cái vẹt nữa các bạn, trọng may gặt. Nhưng mà đi cày mà ruộng mà chia một mảnh mà chia thành mấy mảnh thế này là chết rồi. Đấy. Chắc sẽ xong rồi đi các bạn. Thôi, em xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em, chú bác anh chị đã theo dõi. Hẹn mọi người vào những cái video lần sau. Các bác thích xem những cái video về cày bừa thì các bác có thể là đăng ký kênh và theo dõi. Để cứ mỗi lần em đăng video clip lên thì các bác sẽ nhận được thông báo để các bác xem. Nếu mà các bác mà thứ hay yêu mến thì các bác cứ vào xem thôi. Các bác nào không thích thì các bác cứ bỏ qua. Toàn rong may gặt.